Xin chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với Camera Quay Nén Hoàng Hải. Số điện thoại tư vấn Zalo trực tiếp miễn phí 0962085919 và 0969155444. Thì hôm nay bên em sẽ lên giới thiệu cho tất cả một các anh các chị và các bạn một cái mẫu sản phẩm mà đang được rất nhiều khách hàng bên em tin yêu sử dụng các anh chị nhé. Thì vì sao nó lại được khách hàng tin yêu sử dụng như vậy? Thì xin mời tất cả các anh chị và các bạn hãy cùng em khám phá các cái chức năng cũng như cách thức sử dụng cái sản phẩm này, xem nó có những cái ưu điểm gì mà được rất nhiều khách hàng tin yêu sử dụng như vậy các anh chị nhé. Thì trên đây là cái sản phẩm máy ghi âm DVR31 các anh chị này. Thì khi anh chị đặt hàng mua bên em về thì các anh chị sẽ nhận được này. Đây bây giờ mời các chị hãy cùng em khám phá khui cái hộp này ra xem bên trong có những cái gì anh chị nhá. Thì sản phẩm chính của mình đây là cái máy ghi âm DVR31 này các chị này. Đấy. Đấy. Và thứ hai, ở đây nó sẽ đi kèm với cái sản phẩm này, nó sẽ bao gồm. Đây nó sẽ khui hết ra để xem cho các anh chị biết được xem bên trong cái sản phẩm này nó sẽ gồm những cái gì nhá. Em sẽ đóng hộp lại để gọn đây. Đấy, và cái sản phẩm đi kèm, thứ nhất là một cái đoạn dây, đây là đoạn dây cấp nguồn anh chị nhá. Và thứ hai là một cái tai phone này. Đấy, tai phone này các chị nhận để các anh chị có thể là nghe các cái file ghi âm ở trong cái thiết bị này nhá. Đấy, và bây giờ em sẽ hướng dẫn cho các chị cách cái chức năng cũng như cách thức sử dụng cái sản phẩm này các anh chị ạ. Thì với sản phẩm là máy ghi âm DVR31 đây các chị nhá, nó rất là nhỏ gọn này, kích thước của nó cực kỳ nhỏ gọn các anh chị nhá. Thì ở đây này em sẽ lấy ở đây một cái hộp, em đã chuẩn bị cho các anh chị một cái hộp dao lam ở đây để em sẽ so sánh cái kích thước của nó với cái hộp dao lam này các chị này. Bởi vì cái hộp dao lam này các anh chị sử dụng rất là quen thuộc đúng không chị? Đấy, cái hộp dao lam này các anh chị để ý giúp em là cái chiều dài của cái sản phẩm này thì tương đương, đấy, tương đương với cái chiều dài của cái hộp dao lam anh chị nhá. Đấy, nó bằng với cái hộp dao lam này và bề chiều rộng của nó thì chỉ hơn cái nửa của cái hộp dao lam anh chị nhá. Đấy, nó rộng hơn một nửa của cái hộp dao lam anh chị này. Đấy, chưa bằng hơn 1/2 cái hộp dao lam một tí anh chị nhá. Đấy, và cái bề dày của nó này, bề dày của nó thì chỉ bằng một nửa cái bề dày của cái hộp dao lam này anh chị này. Đấy, nó khoảng 0,5 cm các anh chị nhá. Đấy, em mở cái hộp dao lam này cho anh chị xem nhá. Đấy, trong cái hộp dao lam này sẽ có là 2, 4, 6, sẽ còn 6 cái hộp dao lam anh chị nhá, mà chị vẫn có thể đút vừa ở đây, đút vừa cái hộp cái máy ghi âm vào đây. Đấy, rất là nhỏ đúng không anh chị? Đấy, em sẽ hướng dẫn cho anh chị vậy để anh chị có thể là hình dung được các anh chị nhá. Và cách thức sử dụng cái sản phẩm này thì nó cũng cực kỳ đơn giản các anh chị nhá. Thì với những anh chị nào mà đang có nhu cầu muốn mua với cái mục đích ví dụ anh chị có thể là ghi âm, thu thập chứng cứ hoặc tài liệu để về các anh chị làm tài liệu. Đấy, ví dụ trong trường hợp các anh chị nào các anh chị nhà văn, nhà báo, đấy anh chị muốn xuống hiện trường để thu thập các cái chứng cứ, đấy các cái thông tin tài liệu để anh chị về viết báo thì anh chị có thể là sử dụng cái sản phẩm này để ghi âm lại. Đấy, sau đó về nhà các anh chị làm tài liệu để anh chị viết bài các anh chị nhá. Hoặc những anh chị nào mà đang đi dự các cái hội thảo, các cái cuộc họp trong công ty hoặc là ở các cái hội nghị đấy thì anh chị có thể là sử dụng cái sản phẩm này thu thập, ghi lại các cái bài phát biểu cũng như các cái ý kiến của mọi người để các anh chị về xem lại để anh chị có thể là tham khảo đúng không anh chị? Đấy, rất là tiện lợi cho các anh chị nhá. Và cách thức sử dụng của nó lại cũng rất là đơn giản anh chị này. Thì với sản phẩm này ở trên đây nó sẽ có một cái nút nguồn cho anh chị nhá. Đây nút nguồn anh chị này. Đấy, on off đây là nút nguồn nhá. Anh chị chỉ cần gạt sang on. Đây, gạt sang on thì nó sẽ tự động khởi động và tự động ghi âm cho các anh chị nhé. Và khi anh chị ghi âm xong thì gạt xuống off. Đây, gạt sang bên phía đối diện đây thì nó sẽ tự động tắt nguồn và lưu lại file cho các anh chị nhé. Và bên cạnh đây nó sẽ có một cái cổng để anh chị, đây là cái cổng sạc pin các chị nhé. Ngoài cái chức năng để các chị sạc pin thì anh chị cũng có thể là cắm luôn cái tai phone vào đây để anh chị sử dụng nhé. Thì cổng sạc pin đây anh chị này. Đấy, hai cái cổng, cái dây sạc nguồn và cái dây tai phone thì nó có cùng một cái chân sạc đây anh chị này. Đấy, anh chị có thể cắm vào đây để thứ nhất là anh chị có thể là sạc pin này. Đấy, và thứ hai ở đây anh chị có thể là cắm tai nghe vào để anh chị nghe này. Đấy, trên cùng một cái cổng này anh chị có thể sử dụng hai chức năng anh chị nhá. Đấy, và ở cái đầu đối diện đây nó sẽ có hai cái nút nguồn cho anh chị này. À xin lỗi anh chị, hai cái nút ở đây, một cái nút có dấu cộng, một nút có dấu trừ đây anh chị này. Tức là ở đây là cái nút tua bài các anh chị nhá. Đấy, anh chị muốn tua bài thì anh chị ấn dấu cộng, và anh chị muốn quay trở lại bài ở phía sau thì anh chị ấn dấu trừ. Đấy, và ngoài cái chức năng trên ra thì cái nút này nó còn có một chức năng khác, tức là anh chị muốn tua nhanh hoặc tua chậm. Đấy, tua nhanh thì anh chị sẽ giữ chết cái nút cộng này, đấy, cho nó tua nhanh, và anh chị giữ chết nút trừ này thì nó sẽ tua chậm để anh chị xử lý thông tin cái chị nhá. Đấy, rất đơn giản, anh chị chỉ cần
vài cái thao tác như vậy này anh chị đã có thể sử dụng được. Còn với sản phẩm này, bộ nhớ trong của nó là 8GB này anh chị này. Đấy, có thể lưu được cho anh chị trong khoảng thời gian trong khoảng là 500 giờ các anh chị nhá. Và pin của nó khi anh chị sạc đầy. Đấy, sạc đầy cho cái sản phẩm này thì anh chị có thể sử dụng được liên tục 20 tiếng các anh chị nhá. Đấy, còn cái sản phẩm này là sản phẩm chính hãng Soli. Đấy, hàng Nhật Bản chính hãng các anh chị nhá. Nên khi các chị mua về sử dụng thì hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng các anh chị ạ. Đấy, như vậy em đã hướng dẫn cho các anh chị xong cái cách thức sử dụng cái sản phẩm máy ghi âm DVR31 các anh chị nhá. Thì những anh chị nào mà đang quan tâm muốn mua sản phẩm máy ghi âm thì hãy liên hệ trực tiếp qua bên em theo hai số điện thoại trên để bên em sẽ tư vấn hỗ trợ cho các anh chị để các anh chị có thể là lựa chọn cho mình mẫu sản phẩm ưng ý hài lòng nhất các anh chị nhé. Thì đến đây em xin dừng video. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn vào video tiếp theo.